thưa quý vị, có một câu hỏi thường trực trong mỗi chúng ta, đó là chúng ta có đang hạnh phúc không và điều gì đã đang cản trở chúng ta hạnh phúc? Để thấu hiểu điều này, chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách Hạnh phúc hay không do ta quyết định của nhà tâm lý học Nhật Bản Watanabe Kazuko, sách do nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành, và vị khách mời chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay là dịch giả Nguyễn Quốc Vương. Hạnh phúc hay không do ta quyết định là cuốn sách của nhà tâm lý học, một nhà giáo dục, đồng thời là một tác giả rất là nổi tiếng, người Nhật là Watanabe Kazuko. Bà vốn là một người mà có đời sống ở trong tu viện, sau đó là học tâm lý, đi du học, và sau đó là trở thành một nhà tâm lý, một nhà giáo dục. Cho nên là trong cuốn sách này, giống như tựa đề của nó là Hạnh phúc hay không do ta quyết định, bà sẽ chia sẻ những trải nghiệm bà đã vượt qua khó khăn, đau khổ trong cuộc sống như thế nào để đạt được hạnh phúc. Chẳng hạn như bà khuyên rằng là muốn sống hạnh phúc thì phải chấp nhận sự không hoàn hảo của chính bản thân mình. Bởi vì khi mình đòi hỏi, mình khó tính với người khác, tức là đòi hỏi mọi người phải chu toàn tất cả, mọi người hoàn hảo, thì trên thực tế chính là bản thân mình không tha thứ cho sự khiếm khuyết của chính bản thân mình. Và khi mà đặt kỳ vọng vào người khác lớn như vậy thì tự bản thân mình sẽ cảm thấy luôn căng thẳng. Bà có kể lại cái trải nghiệm là khi bà còn là thiếu nữ thì bà rất là khó chịu, hay nói cách khác là có mối quan hệ rất là căng thẳng đối với mẹ, tại vì bà luôn kỳ vọng là người mẹ sẽ phải là người hoàn hảo, và do vậy là cuộc sống giữa hai người đã không có sự hạnh phúc, và sau đó bà sửa điều đó. Ở một chương khác thì bà nói về câu chuyện là cần phải có kỷ luật với bản thân, tức là cho dù là chúng ta chấp nhận điều không hoàn hảo của bản thân mình cũng như sự không hoàn hảo của người khác, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta dễ dãi bản thân và phải có kỷ luật với bản thân. Nó cũng giống như một câu chuyện mà bà ấy kể trong cuốn sách này, tôi rất có ấn tượng. Đó là bà ấy kể câu chuyện là khi một sinh viên trẻ mà tự sát vì cảm thấy cuộc đời không như ý, sinh viên có đến than thở với ông giáo sư. Ông giáo sư thì mặc dù có cảm thông với cái chết của cậu sinh viên này, nhưng mà ông giáo sư có nói là thực ra là cậu sinh viên như vậy là suy nghĩ sai lầm. Tại vì là ông có nói rằng là cuộc đời, tất cả mọi người, kể cả những người hạnh phúc nhất thì đều là sống cuộc đời không như theo ý muốn. Tại vì nếu như ai cũng sống một cuộc đời giống như ý muốn của mình thì ông bảo thế giới này ngập tràn tội ác, vì ai cũng có ham muốn, ai cũng có dục vọng, ai cũng muốn mưu cầu một cái gì đó rất là ích kỷ riêng tư cho mình. Bà có từ cái câu chuyện đó bà dẫn dắt đến một cái tư tưởng tôi nghĩ là rất là hay trong cuốn sách này, đó là phải biết chấp nhận những gì không thể thay đổi và nỗ lực thay đổi những gì có thể. Và trong cuộc đời thì chúng ta sẽ loay hoay giữa thứ mà có thể thay đổi và thứ không thể thay đổi. Vậy thì cái khác biệt giữa việc người sống hạnh phúc hay không chính là phải có trí tuệ để nhận ra là cái gì có thể thay đổi, cái gì không.